Hello, chào mừng mọi người đến với channel của Pi Nguyễn nhá. Hôm nay Pi Nguyễn sẽ đi cắt tóc tại anh Tường Barber. Thì mình đã liên lạc với anh và hẹn được chính anh Tường anh cắt tóc cho rồi. Thì lần này mình đi cắt tóc mình sẽ có một chút review cũng như là đánh giá. Thì mọi người đi cùng mình nhá. Let's go. Đấy, cuối cùng mình cũng tới quán anh Tường rồi mọi người nhá. Đây là địa chỉ cơ sở Hoàng Công Chất của anh Tường nhá. À, bây giờ mình sẽ đi vào. Đây. Vâng. Em có hẹn gặp anh Tường trước rồi đấy. Anh Tường đang ở đây luôn không ạ? Anh Tường ở bên trong thì. Vâng. Anh giúp em dắt xe vào. Okay. Anh Tường. Đây em chào anh ạ. Đấy, em chào anh nha. Đúng hẹn đấy. Đúng 11 giờ. Đây hôm nay em quay luôn đấy. Xả đi rồi anh cắt tóc rồi. Vâng. Đây là giới thiệu mọi người, đây là anh Tường nhá. Facebook là NT Giao Lạc. Đấy. Chào anh em khán giả của Bi Nguyễn nhá. Vâng. Anh thì mọi người trên YouTube mọi người. Ai xem cũng phải về rồi. Rồi em xả tóc thôi, anh triển khai cho em nhá. Xả đi anh em mình thật sự. Vâng. Ở đây mình cứ khách nào 100% phải gội trước khi cắt là chị. Cắt nó dễ cắt hơn nhỉ. Xong thì cắt để anh Tưởng rằng là học tập quay YouTube đấy. Cảm ơn chị nhá. Lát nữa mình sẽ cho mọi người ngắm qua một chút khung cảnh quán anh Tưởng nhá. Có một cái nét gì đó khá là cổ kính hay mọi người. À, ví dụ mọi người xem cái rèm cửa này. Khá là tượng. Tượng kiếm cái rèm hay đấy. Em thích cái rèm này. Bây giờ mình triển khai luôn lên được. Cắt ghế này nhé mọi người. Cắt ở trong hay cắt ở ngoài? Mặt lại. Cắt đi là nguèo rồi. Cắt máy. Nay em muốn cắt được gì đấy? Em thì không biết các bạn nào, thì em từ bé rồi là em kiểu sở thích cực kỳ là thích đi cắt tóc ấy. Mà đã đi cắt tóc là muốn là thọ là thích sáng tác điều gì được ta thì là mới hay. Em nghiện đi cắt tóc, trở mãi tóc mới dài để qua anh cắt đấy. Vậy như anh là người cắt tóc à? Em không. Ôi thật mà em từ bé luôn, thích đi cắt tóc cực kỳ luôn. Thế là anh hôm nay làm nào sáng tạo thì em kiểu em thích được những người thợ sáng tạo. Chứ em không phải là người kiểu cái kiểu cũ của em đang kể là kiểu gì? Kiểu thứ nhất là hôm em đi kiểu này như là cắt sport ấy, máy dựng nhẹ nhẹ. Em cũng không phải là mẫu người mà cứ cắt là cắt theo phong cũ đâu. Mỗi lần cắt là một dòng kiểu sung. Phải cắt tóc thế rồi thì nó cắt được gì được. Thế em kể cả anh cạo cùng các kiểu thì nó lại cắt xấu là có vấn đề. Cạo hoa vàng gì được. Cắt xấu là mất khách. Em hai bên sau này cũng hơi bung bung nhẹ. Em có dùng sáp bao giờ không? Có chứ. Ok, hỏi để biết lỗi. Còn nhà ông mấy thùng sáp, bốc mãi không hết. Mà anh Tường, sao em thấy bây giờ đa số mọi người toàn đi theo cái xu hướng nhìn kiểu đường phố kiểu hip hop, nhìn kiểu đồ táo bạo như thế. Nhưng mà sao mình lại đi kiểu phong cách lại nhẹ nhàng này? Theo anh nghĩ thì một vườn hoa thì nó phải có bông này bông kia, nó phải mua sắc màu được. Cuộc sống nó phải là mua sắc màu. Nếu như ai cũng như vậy hết thì làm gì có ai phục vụ những tầng lớp khác. Đấy lại thứ hai là nó xuất phát từ trong con người mình, chứ không phải là mình
theo một phong trào con người của mình cũng không phải không tự nhiên đâu, mình tìm ra được. Trước đó anh cũng là theo bên B-boy nhà anh đi nhỉ, nên là cái phong cách của anh là thích đi những đường phố dễ mới hay nhỉ. Anh thần tượng anh Liêm ấy, ngày xưa mình nhảy hip hop mình thần tượng Liêm lắm. Thế người anh có cái hình xăm nào? À, anh có một cái hình ở đây hình mẹ. Thì nó cũng có theo dõi YouTube của anh, những học viên của anh ấy, đầy đủ tất cả các lứa tuổi, cả các bác các chú rất là nhiều. Cái đấy em hơi bị là phục đấy, đúng là mình phải đi theo cái gì nó chân chất thì mình, chứ bây giờ mình mà lại xăm chỗ quần áo diêm dúa thì các chú làm sao mà tới được, anh nhận không? Cũng đúng để các chú nhẹ nhàng. Thôi thì mình cứ mình vẽ bức tranh như nào thì nó sẽ ra bức tranh như vậy thôi. Anh nghĩ thì phong cách nào cũng tốt đấy, tại vì do con người mình thường nhiều khi những cái phong cách hầm hố thì chưa chắc con người họ đã hầm hố, chỉ là cái hình ảnh thôi, chưa chắc đã hầm hố. Anh dọa phát là phải giật bắn luôn. Em có cái cơ duyên YouTube hay lắm, chia sẻ thì em có cái kênh nó phải lập từ cái thời 2013 ấy. Đăng tóc, đăng tai, đăng clip đủ kiểu, nhưng mà kiểu quên lãng đi, lâu quá không để ý tới nó. Xong đợt 2014-15 lại lập một cái nữa, đăng về tóc, xong rồi cũng bỏ đấy. Kiểu nó không có cái gì nó động lực quá lớn để mình tiếp tục ấy. Thế này em bỏ đấy nhá, xong đến tận khoảng thời gian gần vào đây này, xong bắt đầu đây em xem nhiều clip của anh, clip của anh này anh kia. Nhưng mà clip của anh thực sự nó cũng vẫn có một cái gì đấy này, tạo cho người khác có một cái gì đó nó muốn phấn đấu theo ấy. Video của anh nó có một cái ở độ chi tiết nó cao, thành ra là anh em nhìn thấy nó, video nó dài thật, video rất là dài, nhưng mà thật sự là giá trị lại nó nằm ở đấy. Thế này mỗi lần mà em bỏ thời gian ra xem, mình biết chắc chắn là mình phải bỏ thời gian rồi, nhưng mà xem ra một cái video của anh nó dài nhưng mà nó giá trị thật, nó không kiểu những video khác nó chỉ những cái hình ảnh đưa minh họa này kia, nó ngắn gọn này, nhưng mà của anh nó đầy đủ chi tiết, là mình những người mà đặc biệt là những người mà đang học ấy, thì một biến cải bản thân em thôi, và gần chục năm rồi thì em vẫn phải học thôi, và xem nó chi tiết phải nó thích, để thật sự đam mê với nghề thì em nghĩ là xem những video của anh không ai là không công nhận rồi, kể cả xem anh tâm sự ấy. Trời ơi, nó toàn nói vét. Em không biết nói vét được không, nhưng mà để mà ở Việt Nam này có một người thợ cắt tóc làm một tâm sự chia sẻ được hết ra như anh quá khó rồi. Vòng sau này vòng hết và đằng trên này tóc cung này, gáy này nhỏ lại. Em to đầu to trên, gáy nhỏ xíu xuống. Em mà đồ đẹp này em cũng như là mẫu cắm đời. Thích cắt tóc này. Anh nhưng mà cũng không phải là xấu, tức là khó cắt thôi. May lần trước thì cũng tại đó cũng hơn nhiều người rồi. Đẹp trai đủ ông đẹp trai hôm nay. Anh thường tính ra anh dần dần bây giờ là một cái nét rất là riêng, nhìn vào phát là hai anh tưởng đó là cái riêng rồi chưa ạ? Tính nhiều chứ. Bây giờ cái bây giờ căn bản là mọi người cứ hay sợ cái nghề công nam này nó bị loạn hay là vậy, tạo ra một cái gì riêng khá khó. Bây giờ xăm chỗ có rồi, quần áo hip hop lại kia có hết rồi, phong cách ăn mặc kiểu tây tùng đầy đủ hết. Nhưng mà anh tưởng là 92 cũng khỉ nhỉ. Của em, tóc của em cũng nó phải anh em muốn đi cho tí. Anh thấy tóc em cứng, vừa cứng vừa vừa dài. Thế là dây không này? Hãy đi cắt tóc. Ok rồi, làm được rồi đấy.
thế này thì nó có thể tạo được nhiều việc. Chuyển vớt mái nhé, xong phim anh nhẹ nhàng tách nhé, trên này thì anh tiền tách rồi tạo em nó cứng. Còn cái phần cái này của em nó đang chưa được làm phình ra đây này. Thì anh cũng thu nhỏ lại. Để rồi em sang phim rồi. Để cảm giác phim mình sau đây cảm giác nó con nó gọn lại. Chuyển nó cân đối với phần cái này nó nhỏ lại. Như này thì trong cảm giác mặt nó rất dài thoáng. Còn nếu như em sáng tạo thì em là thân tóc mà em thích vứt được gì em vứt tùy em. Còn phần dài thì đó, cái chai tonic lâu rồi đấy, bóp phát ra tao em là tóc đầu tiên. Nếu mà nó như thế này thì đơn giản hơn, nhưng nghe nó cũng xịt tí mà nó đẹp. Cái bên sai này là em sai. Thời gian đấy, đối với mắt của anh thấy như này là đối với em. Còn không biết là trẻ trẻ, nếu mà em thích kiểu gì thì em thấy cho em quay vút này nào. Vút này là để chơi đấy. Tại vì mỗi người một sở thích, hơi khó. Anh cho một cái đường gì đó điểm nhấn không? Như vậy là mình đã cắt tóc xong và trở về shop của mình. Đây chính là mái tóc mà mình được anh Tưởng chuyển cho đây. Mọi người thấy ok không? Rất đơn giản và lại mình rất là ưng luôn. Thì như mọi người có thể thấy đấy, anh Tưởng là một người anh, một người thầy rất là giản dị. Và thật sự là bây giờ ở Việt Nam mình ấy, rất là hiếm còn có những người mà chuyên làm barber mà lại còn giản dị như anh. Anh luôn chia sẻ với mọi người như thế nào thì mọi người có thể xem video trên kênh YouTube của anh Tưởng, mọi người gì hiểu mình không nói gì thêm nữa. Thì thôi thì buổi trải nghiệm cắt tóc tại anh Tưởng thì mình cũng kết thúc tại đây. Hy vọng mọi người thời gian tới vẫn luôn ủng hộ anh Tưởng cũng như là ủng hộ Phi Nguyễn nhá. Chào và hẹn mọi người ở những video tiếp theo nhá.